Hải Đăng Phi Sinh chào bạn. Sau đây Hải Đăng Phi Sinh tiện các bạn cần Phantom 2 khúc Daiwa Việt Nam sản xuất. Này, khuyên cần này gồm 7 khuyên cả đầu alo các bạn nhé. Khuyên bát, khuyên khuyên và cần khuyên Fuji các bạn nhé. Khuyên Fuji nút đầu alo đây, cần màu bạc, bạc đỏ. Chữ Fuji nhé. Nhìn chữ Fuji khuyên rất to để thoát cước, thích hợp câu lăng xê này, dùng câu lăng xê ăn tôm mà dùng câu lăng xê. Phantom này thông số gần đây, chiều dài 2m75, thu gọn là 1m42, gồm 2 khúc, tải chì 100g, tải đến 40 pound, made in Việt Nam, Daiwa Việt Nam sản xuất. Rồi Hải Đăng đã hợp tác với Daiwa Việt Nam về một lô hàng đầu tiên này. Còn nhiều sản phẩm khác sẽ quay tiếp theo cho các bạn. Bát gà máy này, bát này nâng hơi cao quá, cao tầm 70 phân, 60 phân, 60 cm các bạn. Bát máy hơi cao, tích hợp cầu lăng xê. Vừa rồi đang Phi Sinh giới thiệu các bạn là cần Daiwa Phantom khuyên bát Fuji đốt ngọn Bali chiều dài 2m7. Hải Đăng Phi Sinh chào và gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Phi Sinh.